Người kể chuyện tình. Trong đêm tranh tài tiếp nối của vòng thi thứ 3 sẽ rất đặc biệt, bởi quý khán giả sẽ được đưa vào không gian âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa, một tên tuổi huyền thoại của âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Những bản tình ca nồng nàn với hình ảnh những nàng thơ lãng mạn mang đậm dấu ấn một thời. Mời quý khán giả cùng bước vào thế giới tâm hồn của người nhạc sĩ đã nối thai biết bao tiếng lòng của nhân thế. Còn một mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Ngoài kia không có nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên. Điểm sáng của em là biết phá cách, biết làm đổi mới. Khen ở cái chỗ này, cái phong cách biểu diễn của em rất là say đắm, để dâng hiến tới người nghe tất cả những ước mơ trong cái lời ca. Đón xem Người kể chuyện tình vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 19 tháng 8 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 2.